siêu hiếm, siêu hot. Thưa quý vị, đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Với diện tích 75 tới 85 mét vuông thì tìm đâu ra cho mình một ngôi nhà mà gần như một là cái biệt thự sân vườn thu nhỏ với cái giá bán cực kỳ là rẻ, chỉ có hơn 2 tỷ, cụ thể căn thấp nhất là 2 tỷ 150 triệu cho một ngôi nhà như thế này, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, có sân trước sân sau cực kỳ thoáng, sân trước hẳn 20 mét để xe riêng mọi người ạ. Và với ba căn nhà này, ba cuốn sổ đỏ khác nhau, quý vị có thể dọn đồ về và có cái căn nhà này thì trong khoảng tầm 1 tuần nữa là có thể hoàn thiện xong hết cho quý vị. Với thông số nhà, hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền mặt hậu 6m4, rất rộng, rất thoáng nha mọi người. Và ngõ thì đây, đây là đường ô tô vào tới gần như là tận cụm này, tận cổng luôn. Và cách với lại trục chính nó khoảng tầm 100m là ra tới trục chính. Vị trí của nó cụ thể nha mọi người, thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Hà Đông. Quốc Oai là một cái huyện mà còn cái quỹ đất rộng mênh mông, nhưng với cái vị trí này thì nó tương đối là gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường Đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Ba căn nhà bán một còn hai căn thưa quý vị. Và ngoài sẽ quay một căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Ba căn diện tích 75 đến 85 mét thì thiết kế nó xem nhau, gần như là giống hệt nhau. Đây là phần sân riêng của ngôi nhà, cả ba căn đều có sân rộng để xe riêng như thế này nha quý vị. Sân riêng, cổng riêng rất là thoáng. Và với căn nhà thiết kế ra sao thì em sẽ quay tại thời điểm hiện tại gửi tới cho quý vị review làm sao chuẩn chỉnh nhất. Với phần mặt tiền của ngôi nhà đây mọi người ạ, chủ nhà toàn bộ là ốp gạch cho mình, ốp đá granite rất là sạch sẽ, rất là thoáng, màu sáng cho nên vào trong không gian nhà rất là thoáng, hấp dẫn. Và với cái căn nhà thiết kế cực kỳ là mở, hiện đại, rộng rãi, thoáng, nó như là một cái siêu phẩm biệt thự mini thu nhỏ vậy. Diện tích rộng, gần như với cái ngôi nhà này mà trong phân khúc giá rẻ thì đây là cái căn đầu tiên mà ngoài anh quay, giá chỉ có hơn 2 tỷ mà diện tích rộng như thế này, thiết kế hiện đại như thế này, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị có nhu cầu. Phần tầng 1, chủ nhà thiết kế cho quý vị không gian phòng khách, bởi vì ở phía bên ngoài là sân riêng rồi, ở đây là phần không gian phòng khách được trang trí đầy đủ. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Cửa, ngoài cái phần cửa chính này thì ở đây này còn có cả thêm một cửa sổ nữa, rất là thoáng. Gạch lát nền cũng kích thước là gạch màu trắng vân đá đấy. Còn ở đây thì chủ nhà đang để về bồn cầu, thiết bị vệ sinh để lắp đặt nốt cho quý vị là xong, hoàn thiện gần như là cũng cơ bản. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp này thì sẽ có phần hoàn thiện về tủ bếp đầy đủ cho quý vị ở trên và dưới. Và ở đây thì ngoài cái phần cửa chính này, ở phần không gian phòng bếp này, chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một cái ngõ đi ra cửa đây. Wow, đây. Với phần sân riêng thì chủ nhà lát gạch riêng mọi người nha. Gạch này là gạch chống trơn, rất là ok. Nó không phải là gạch như ở trong nhà. Rất là sạch, thoáng. Ngoài cái phân cái sân cổng kia thì ở đằng sau lại có thêm một cái sân nữa. Sân này thì chủ nhà thiết kế là 7,5 m ở phần đằng sau, thoáng trước, thoáng sau. Đây mọi người ơi, đây là phần sân sau của ngôi nhà. Cả hai bên đều rất là thoáng. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài cho tầng 1, đầy đủ hết công năng, thiết bị vệ sinh mọi người đầy đủ nhá. Nhà thì em đang quay theo hiện trạng thôi, còn về cái phần hoàn thiện nó gần như cơ bản như một số nhà mà anh quay review cho quý vị vậy. Quan trọng nhất là quá là rộng, thiết kế quá là hiện đại, và đặc biệt nhất nó là giá rẻ. 2 tỷ 150 triệu cho một ngôi nhà 80m2, rộng, thoáng, sổ đỏ chuẩn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đó. Quý vị còn chờ gì mà không liên hệ ngay với lại Nhà Tốt để có thể đi xem sở hữu cho mình một trong hai căn còn lại cuối cùng của cụm ba căn này. Mời mọi người theo em lên tiếp theo phía tầng bên trên của ngôi nhà xem diện tích rộng, thiết kế ra sao. Và với diện tích nhà rộng thì phòng ngủ cũng cực kỳ là rộng. Thiết kế ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà, hai phòng ngủ trước và sau, lại còn nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng tự nhiên như thế này thưa quý vị. Đó, bởi vì ngôi nhà này là còn chưa kéo điện cho nên Ngọc Ánh đang quay mà cái độ ánh sáng tự nhiên như thế này. Ban công mở thực tế ra phía bên ngoài. Tất cả các cửa sổ thiết kế là cửa nhôm sinh pha 5 năm mọi người nha. Đó,
sân cổng riêng, rộng, thoáng. Nhà nào cũng cửa sổ hai bên, phòng ngủ như thế này. Cực kỳ là thoáng, cực kỳ là mát. Đó, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều để sẵn cho quý vị chỉ việc về lắp đồ để ở thôi. Này, đây là những phần thực tế mà quý vị có thể nhìn thấy đây. Dây điện 2.5 Trần Phú, rất là đẹp. Rồi là phòng ngủ ở phía bên trong đây ạ. Phần phòng ngủ ở phía bên trong cũng vậy. Cửa sổ thông thoáng tứ phía đấy mọi người ạ. Đấy, rất nhiều cửa sổ, rất là thoáng. Phòng ốc rất là vuông vắn, mặt tiền 6m4, mặt hậu 6m4. Căn nhà vuông vắn, không lỗi phong thủy, không bị thóp hậu, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Cửa sổ thoáng trước, thoáng sau. Đó. Rồi là tất cả các phòng đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, màu sơn tính từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là màu sơn trắng, gạch lát nền cũng kích thước gạch 60-60 màu trắng, cho nên vào trong không gian phòng cảm giác rất là thoáng, rất là hiện đại thưa quý vị. Đó. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài cho hai phòng ngủ. Phòng vệ sinh cũng tương đối là rộng, được chủ nhà ốp gạch lên trên tới gần tới trần, rất là sạch, màu sắc cũng rất là nhã nhặn. Và sau đây mời mọi theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và thưa quý vị, trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị cũng hai phòng trước và sau, cực kỳ là thoáng, đúng như ở tầng 2 luôn. Một phòng vệ sinh. Đấy, công năng như thế. Nhà em quay review chuẩn chỉnh từ tầng 1 cho tới lên trên tầng 3 của quý vị. Từ ngõ và tới nhà, đường ngõ xe thực tế có sao thì chia sẻ như vậy. Xung quanh vị trí đầy đủ chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, vị trí đi làm cho quý vị là thuận tiện, đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Quốc Oai. Nói chung là với căn nhà giá rẻ như thế này thì quý vị sẽ đi làm phù hợp với vị trí xung quanh đây thôi. Còn nếu như mà lên tới tận Long Biên rồi là Trường Chinh hoặc là Hồ Hoàn Kiếm thì mọi người có thể cân nhắc lại cái quãng đường đi của mình. Đây là phần phòng vệ sinh tầng 3. Đấy. Một ngôi nhà giá rẻ, giá chỉ từ 2 tỷ 150 triệu. Quá là đẹp, quá là xuất sắc. Sổ sách chuẩn chỉnh, mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh, nhà tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0953 013 403 hoặc 0888 041 444 để sở hữu em biệt thự mini nho nhỏ này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.